cốc luôn đi. Cốc cái cốc cốc chạy vô. Cốc. Trời thiếu. Cốc con. Đẹp mẹ. Cốc chạy vô. Cá. Đây có cốc bự rồi. Còn cốc nhỏ này thường đi nguyên bậy không? Phá mồi cũng đỡ lắm mà. Cốc 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 cốc. Mới xuống con cần lên hàng các bạn, mới thảy xuống cá ăn rồi nè, cái cốc nha. Con này để em thả luộc nhỏ qua, nuôi lại đi. Thì bữa nay thử đi quánh cá trà thử sao nha các bạn. Thì mồi màng này đây cũng đầy đủ nè. Khu vực này ở đâu mình cũng không biết nữa. Bữa nay cũng qua Trà Vinh đánh mà sáng đi lạc nên thấy mấy hầm này im ủi vô quất thử coi. Này nó thiệt mấy bạn, hỏi mình đi chỉ đâu mình cũng thua luôn đó, bó tay chấm cơm. Đây mồi màng vũ khí của mồi cá trà, chuẩn bị mồi cá đó, cám nguyên thoại của mình đó. Này cũng cám nguyên thoại không à. Mình đang chế từ từ. Đang nghiên cứu mồi, mới xuống bên cần được cái cốc nè, tính cái trà là vô mánh này. Bữa nay đi câu các bạn thấy sáng sớm thấy xong xà bông mà xe bữa nay bị què giò các bạn. Vừa qua chợ cho ông làm cái bộp, lúng xe xuống, tính đâu gì tới rồi, gãy phuộc. Hai chồng này nặng quá đi xe gãy phuộc luôn. Vô thai cặp hết 350.000 rồi đó. Sáng đi sớm qua đây cuối cùng cũng trễ. Nhưng mà bữa nay gắng kiếm con cá khủng gỡ vốn chiếc xe là chứ sáng thấy 350.000 rồi đó, mồi màng nữa. Này đầu tư hơi bị nặng. Rồi giờ chiến đấu rồi bạn ơi. Cá này cho nó xuống sông lại đi. Tiếp tục chờ đợi bên cần. Nãy thấy mới xuống cần dính cá thấy phái rồi đó. Thấy bèn tới đầu lên chà khủng rồi im rồi. Trong đây có cái chà bạn bự cục bự lắm. Nay gán kiếm còn cái chà chừng chục ký gỡ vốn nữa được. Nay đó giờ không đi săn chà, bữa nay đi săn chà thử ngày coi sao. Hy vọng là bữa nay tổ đãi nha các bạn. Tổ Trà Vinh đãi nha. Cái sáng giờ bỏ vốn nhiều rồi đó. Để coi xe 350 rồi ăn uống mồ màng thì không tính đi cái đó đãi rồi. Tiền phà 25.000, 50.000 xăng nữa. Giờ thì ngồi giờ mấy đầu cần đang gỡ vốn rồi thôi. Xuống cần ăn đi. Hồi nãy có cá ăn mà. Giật giật, giật nhẹ à. Chắc cá hay á, cá gì phá mồi quá. Có cái vồ nó quất cá rất cận sông luôn rồi. Ghi ghĩa mấy cái nhả ai vậy. Lúc đoạt cái cây. Rất cận sông luôn cũng được nữa. Nãy giờ cũng có cá ăn đây gái mà cá chắc cá phá mồi, chắc cá he mà dinh nhiều quá. Rồi thử tóm lưới nhỏ này câu coi có cá đó không? Cá cốc luôn, cá cốc nhỏ nhỏ đủ phá mồi dữ lắm. Còn em bá không à? Cái he nhỏ chiếu à. Phá mồi như quỷ. Nãy giờ lên 3 con cá chưa bắt được con nữa.
Đây cá nhỏ nhỏ mà nãy giờ lên ba con rồi, con cá cóc, con cá cha với lại con cá he trắng, còn nhỏ xíu à, không có bắt được con nào chứ. Bữa nay nó đi săn cá cha, nãy có nhớ cá cha chứ, qua chơi đâu mà nhỏ xíu à, như cá sát. Chắc cá nhỏ, chắc cá nhỏ bạn ơi, kéo vô tới trong mấy bờ nó giật cái sảy luôn, không có cảm giác quằn đầu cừng gì trơn. Nay nhiều cá phá mồi quá, nãy giờ hết ký cám mà chưa được cá nào chưa. Linh cặp ba lửa lại thiệt chứ, thua luôn. Câu dính cả linh luôn mới ghê gớm nè bạn ha, linh cặp ba lửa luôn, nãy dính bốn thứ, bốn còn bốn thứ rồi đó, thua. Chưa thấy cá bự đâu mà toàn em bé không, như trời. Cái linh này bắt về kho lạc là ngon lắm mà. Linh bự ghê không? Bập đù luôn. Thả luôn mà. Đường xa để chiều về nó cũng sình mà. Nó đi luôn đi. Con hổ dính cá bự rồi mày. Dính là hai con luôn trời. Bắt đi. Bắt đi, khỏi ra mua thùng đá muối. Ừ. Bỏ uổng. Nãy bỏ con. Trời, cái linh con nào nãy uống rồi bạn. Nãy con kia thả rồi, uống quá. Chỗ này mày ngồi câu đây chiều chắc nhóc luôn á. Cái linh đây dân câu nhiều cái gì, con nào nãy mập đù. Ghê thiệt. Hết biết rồi, này hai con, ba con, nãy con là ba con là đủ bữa cơm rồi đó. Mập đù. Có nụ luôn, quấn có nụ dính nãy giờ là lâu quá. Hay cái à. Trời ơi, cái rồi cái giật nữa. Con đang ăn chài lát con chưa cần được gì gãi. Chài. Đó kia nó chài nhiều lắm. Cái chảnh cái linh mà chạy với nhóc. Dĩnh 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 dĩnh. Đi đi mày. Sáng giờ đi lạc vòng vòng cuối cùng về gặp về đi. Về đếm câu cũ bạn. Phát hiện đây có một tay cầu thủ vớt cá nè. Thấy bơi vợt tè tè thấy khoái vậy đó. Này vớt có lúa không, thấy bơi thì mấy đám lục bình nhưng mà thấy không đó. Ngay nhẹ mình nên phái có cái vợt, mày vợt nhỏ mà nay xuống đây cũng gặp lại hai cao thủ hả, mà hai cao thủ hổm câu chung xuống sớm bằng mình ghê gớm nè. Tại sáng mình đi lạc vòng vòng ghé ghen câu một chút nữa. Này cho xe đập điện luôn. Xe không tốn xăng. Cầu thủ nó coi, cầu thủ nó vớt cá khoát coi có dính thì con nào không nha. Đây mới ra được xích ngoài câu ngon, đây sát mé cặn quá. Phân cừng đó, phân tuốt qua xa mà rớt cái bụng xuống cái là tới đáy rồi, chưa kịp cái canh dây nữa. Càng khô à. Nhưng càng cạn mới đâu có cá bự gì sao.
trời họ nhõng đít lên cái cây. Nay qua đây chiến đấu lại qua như nước gồng, thất bại qua phải đi nước lớn cầu ngon, qua hôm nước lớn. Đấy ta cũng có treo lúa mà. Giật cho tí bằng nữa giật mình nè. Không dính này chắc quất rồi. Nhiều cần câu quá không biết ghé ở đâu hết trơn kìa. Cá lời lúc đầu luôn. Lục bình nó bán hả cô chứ không phải đường hả? Dạ. Dạ. Thấy cũng cực quá ha. Phơi khô vậy cắn này hiểu cái. Giấc này 1 giờ rồi. Tao lấy cần câu tay rồi. Thôi mà con không biết lội. Con biết bơi. Con biết lội. Chồng nó không biết đường. Cái gì đó cho em nó mượn cái ghe luôn. Nó có lắp quá, hai tay dính hai bên be vậy nha. Nó biết. Con biết bơi biết lội thôi, nhìn không? Hàng bự à. Hugo. Té luôn rồi, xỉu luôn rồi. Nên Hugo xỉu luôn. Cá khoảng 3 kg mà 3 năm nó mới được 3 kg. Để đi có cá là vui rồi. Hai cần thủ đó dụ cái bà cái chị hối cái cô. Cô cắt lục bình ăn cắp được chiếc ghe rồi. Bơi thỉnh kinh luôn rồi. Ghê thiệt. Ta đi cắt lục bình cũng gắng dụ bận được chiếc xuồng đi câu luôn. Câu nào nữa xuồng vô được nha, đừng câu đầy quá nó chìm xuồng đó. Không có lội ra kéo lên đâu. Đây có chiếc xuồng bơi ngoài câu rồi trúng bại luôn rồi. Ra mấy đám lục bình mấy chót đó, đó. Chót rồi này nè. Phê lắm. Nó buông cần là sướng 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 luôn á. Giờ mình chờ đợi thôi. Chờ đợi cá ben cần cái. Nãy giờ chưa thấy nhúc nhích gục gịch chứ chứ. Hugo rồi, Hugo rồi. Còn không anh? Hugo rồi. Vô lục bình rồi. Từ từ, để từ từ hỏi ra. Nước cạn mà, hồi lội ra luôn. Lội rất cưng luôn trời. Còn. Lên cá luôn. Có hàng luôn rồi. Không bự không, gì vừa. Cá trôi dính trôi. Ồ, cá khá nè, cầm tay à. Làm cái hết hồn lôi rất cần luôn. Trôi lên hàng sướng sướng.
làm cái cá đằng phề. Con này cá trôi chứ không phải cá trôi, đúng rồi cá trôi. Đang ngồi làm cái hết hồi. Lôi rớt từng luôn ghê thiệt. Chạy mạnh. Vậy là hết chảy rồi. Hết chảy. Vô thịt luôn. Con này cũng xém xém nửa ký. 400 gram nửa ký. Nè, thấy con chắc nhỏ con này quá. Cỡ nè. Dạ. Chúng rồi. Sảy con nữa, nãy nghe nói sảy con. Dạ. Nó dính lử nó dãy cái ruột. Lên hàng này, phê. Bữa nay xuống đây gặp cao thủ của bạn ơi. Ghê thiệt. Lúc trước ông nói ảnh nói cá đây nhiều lắm mà, có bữa câu dính vài chục ký, lúc này cá ít đây nè. Chỗ đó có cái lỗ mà chơi vô đó lụm chắc dính hai con trong đó, sảy con trong đó nó trôi. Nãy giờ lại đây chưa có con nào bên cựng cho nghe. Chờ đợi thôi, cái đau hòm lên con 2-3 ký sao. Sáng khai trương con cá cóc mà thấy hên hên rồi đó, sao bữa nay tới giấc này qua đây chết chết rồi đó. Còn hai ông kia thì nó mất tiêu luôn rồi, chưa đám một bình nào không biết. Rồi cho chở vô con hành kia cái đã nữa. Sảy rồi hả anh? Lâu lâu mất cá quất rồi, đỡ quá. Trúng điểm mà vậy dính hoài luôn, dính lia lịa luôn à. Cao thủ à. Mưa luôn. Rồi mưa luôn. Mưa luôn. Mưa đi. Mưa cho mát. Nãy giờ nó hầm nóng sáng, hầm dữ lắm nè. Đây không có gió nữa, nó nóng trời luôn. Mắc mưa luôn. Ngoài đó mưa lớn ghê, ngoài trong đây mưa nhỏ. Ngay chỗ nhà máy đó. Ngay chỗ hai nhỏ mưa lớn. Mưa này hồi mát mát cá ăn nhiều quá. Nước ấm ấm mà quất à. À, tạnh tạnh rồi đó. Cái nghĩa thấy cái nghĩa gì? Cái nhỏ gì? Hồn nhiên. Lúc cận cái chướng này. Cá thiệt chứ. Đâu lại rồi. Thỉnh kinh nãy giờ vô đó ha. Có được con bí kiếp nào không? Có được con bí kiếp nào chưa? Không hiểu.
Có hàng không? Có. Hàng gì? Thấy có hai thằng, hai có hai con đang thùi lùi đó, không biết con gì à? Hai Hugo, phải ba Hugo, đã hai Hugo là bị hiểu rồi. Không thấy cá. Ham. Được. Thấy cái cá. Chưa to không lâu không? Quả này ăn kéo vào khịt khịt luôn á. Mình đã nãy có cần thủ bể đầu rồi giọt về, giờ có cần thủ mới lại nữa. Chỗ này chiều vui các bạn. Cần thủ, hai cần thủ này nè, xong một hồi mượn ghe ra ngoài thì cuối cùng cũng quyết định về. Thành quả cũng được đủ bữa cơm chiều. Nhiều cá là dư bữa cơm chiều rồi. Chứ ngoài 2 kg rồi. Hai thằng. Cá đủ lội vô à. Vô. Được, có con cá vô trọng ha. Cá he bự bự, cá sát, cá dồ, cá he đủ loại. Còn bên kia thì cá cóc nữa. Ông nhỏ này lần nào ông cũng chất quất chứ. Con cóc nhiều nó về chiên đủ bữa cơm chiều. Ai cũng có cá, vẫn có sáng giờ mình chất quất. Nay chết luôn rồi. Kệ biết đâu được, hồn về tôi sướng là sao. Chờ đợi thôi. Nay quyết tâm quấn tới chiều thử bữa coi nó sướng không. Nay chơi liều mạng, nay chơi liều mạng về đường thơ luôn rồi đó. Bỏ chiến phà luôn. Tại bữa nay nước hơi cạn không ngon, hôm nước lớn mình câu cũng êm lắm. Với nãy giờ mình câu chùm nho, mình câu lưới lớn nên cá nó ghẻ nhiều nên không có dính cá nhiều chứ. Bữa nay giờ câu lăn xe thì dính cá he với cá sát nhóc. Kệ, bữa nay quyết tâm bắt cá bự luôn. Mình kiếm được con cá bự mới đem về cũng được. Chiều rồi câu trước cũng bộn bộn. Lên cá, lên cá nha. Chấm sống. Rồi sáng giờ lên được cá là Hugo quá trời. Sáng sớm lên chiều tối 5 chậu tứ lấy câu. Thì hai thằng này làm xe nè. Sướng không? Hỏi làm sướng hơn nữa. Hai thằng câu xuồng. Này hai chị em hay hai hai vợ chồng. Hai vợ chồng. Anh đi câu cũng dẫn vợ theo nữa. Dạ, ơi, vui. Bánh rồi đem theo quá trời đó, đói. Lo chị. Dạ không đem theo đói không biết mua ở đâu nha. Có cái tiệm nè, xác bên nè. Mấy người kia ta câu rồi đó, về xác chị. Dở luôn á. Dính li lỉ hết trơn. Cao thủ.
cá bơi lớn mà. Đúng hai chỗ. Nè, nó gậy dữ rồi chạy. Rồi trời, cá lớn bên cần gẹt gẹt luôn. Ghê thiệt chứ. Thằng khủng nha, cá lớn bên cần ghê gớm, gẹt gẹt luôn. Này sóc sọc mà. Rồi. Bạn nhìn cá nó bên cần cái đích này nha. Mấy cá sát bên cần nó, ghê chưa? Ben mà ben không nổi luôn á. Có ben sao mà đít nhõng cần quăng rung cái trống đã. Con này cái dít dít luôn. Con mì em. Hả? Thấy gầu không? Dít 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 nè. Làm sao mà văng xong luôn mới ghê, xin nổi anh mì mà mất anh lỗ rồi nè. Ghê thiệt chứ. Hả? Hả? Ê như dính cái gì á. Chắc dính cái nhỏ quá. Cá lớn bên cận ghê gớm không? Toàn hung rô mà. Mà đều hung rô cá sát. Quá dữ. Béo lắm. Cá mà nó bên cận không nổi luôn, không biết cỡ nào. Chắc cái sóc sọc nữa. Ngay ổ rồi, bữa nay xuống đây ngay ổ luôn các bạn ơi, ngay ổ cá luôn rồi. Nắng mồi không kịp luôn. Nhảy xuống là quất, nhảy xuống là quất à. Ghê gớp thiệt. Hết mồi gì nín thinh rồi. Nó nói với làm sao gớt cận xong luôn cái cười đã. Đó mình còn khoái nữa mà. Quất cái nữa cài, đỏ à, đỏ, đỏ. Không lên nổi. Chưa có con cá nào mà lên nổi cái cần hết. Nó nói bên đầu đánh trong lãng quất cá gì hết hồn sao. Ôi ê ê ê. Lịch cá lên cá tiếp tục. Dảnh mà. Bự quá không dám phè à. Giấu luôn rồi. Dính cái kỳ chứ phải dính cái lưng, dính cái mỏ. Dính dính kỳ như là bị dẹo nó vậy. Dính được chứ. Bên này con cần thủ chơi cần tay rồi. Cần thủ ở đây phải cần tay, phải quánh tay. Cái nhiều chưa?
Nước cạn khô, chỗ đó chắc cạn queo quá. Được ít cái rảnh. Nãy giờ cô đó cũng làm được một xuồng lục bình nữa các bạn. Thôi về bạn ơi, mình cũng quên, thua. Nay qua đây tiếp tục bể đầu. Giờ về thôi. Cái anh đó anh cầu cũng được 4-5 kg cá, được 2 con cá trôi ngon. Cúc quân thôi, đồ đạc, xe mới thải cuộc mới chát không. Bữa nay đi mới xe mới nha. Bố trời. Giờ cúc quân luôn. Hôm nay cũng chào bạn clip luôn bạn ơi. Chúc các bạn xem clip vui nha. Bữa nay mình không có gì sướng rồi. Mới mốt hẹn dịp khác với chiến lợi. Hôm nay nước cạn nên nó quất ngon, bữa hổm nước lớn quất cũng êm lắm mà. Rồi hẹn dịp khác đi, dịp khác qua chiến đấu lại. Chào bạn nha. Đây có nguyên cánh đồng lúa bao la bạn, nhìn sướng mắt ha. Bên này cũng trồng lúa quá trời luôn. Ở đây cũng Tam Bình, Vĩnh Long vậy á. Tại bữa nay mình chạy về đường thơ rồi. Nay chính chơi lớn đánh ra tới chiều mới nghỉ mà. Chiều nghỉ về rồi trễ phà luôn, không có cá mắm gì chân á. Giờ chạy vòng đường thơ luôn. Đúng rồi, cũng chưa bị cắt các bạn. Nhiều lúa đây vớt không biết bao nhiêu cá mày dinh mà nói luôn á. Mình thấy lúa mình cũng mê đó các bạn. Nhìn sướng. Có mùi thơm ghê luôn. Mùi lúa chín thơm.